Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Ngọc Ánh, 39 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Thạch Thất, thành phố Hà Nội, hiện đang tạm trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu chống phá nhà nước. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 28 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Ngọc Ánh đã có 3 tài khoản Facebook tham gia vào 81 cuộc phát trực tiếp, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân về chính sách pháp luật và quan hệ ngoại giao của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Ánh thừa nhận đã thực hiện những hành vi trên. Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung 5 năm quản chế khi mãn hạn tù.